Ngày 8 tháng 7, tàu USS Blue Ridge của Hải quân Hoa Kỳ và tàu Wish của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Tham dự lễ đón tàu tại cảng quốc tế Cam Ranh có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, Cục Đối ngoại, lãnh đạo vùng 4 Hải quân, vùng Cảnh sát Biển Ba. Về phía Hoa Kỳ, có đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ và một số quan chức đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, nhóm sĩ quan chỉ huy hai tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giao hữu bóng đá với cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân và vùng cảnh sát biển 2 tại sân vận động cảng quốc tế Cam Ranh. Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng được củng cố và đạt được những kết quả tích cực chuyến thăm của tàu hải quân Mỹ USS Blue Ridge và tàu tuần duyên Wish nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hải quân hai nước nói riêng, quan hệ quốc phòng Việt Nam và Mỹ nói chung, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.